Thưa các đồng chí và các bạn, thực hiện quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc thành lập tổ tuần tra hỗn hợp, tiến hành tuần tra kiểm soát trên những địa bàn nóng phức tạp về an ninh trật tự. Công an huyện Đức Trọng đã thành lập các tổ tuần tra của đơn vị. Với việc duy trì hoạt động tuần tra hàng đêm từ 20 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau, kịp thời phát hiện và trấn áp các loại tội phạm, xử lý các trường hợp vi phạm về luật giao thông. Sau hơn 2 tháng đi vào hoạt động, lực lượng tuần tra hỗn hợp của Công an huyện Đức Trọng đã góp phần làm chuyển biến địa bàn, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Hàng đêm, cứ đúng 20 giờ là tổ tuần tra hỗn hợp của Công an huyện Đức Trọng bắt đầu ca làm việc. Các lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động, cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiến hành tuần tra trên các trục đường chính của huyện. Nhiệm vụ của từng lực lượng được xác định rõ và nội dung chính sẽ là dừng, kiểm tra hành chính người, phương tiện vi phạm, kịp thời phát hiện và trấn áp nhanh các đối tượng manh động, chống lại lực lượng chức năng. Trung bình hàng đêm, lực lượng này đã tiến hành kiểm tra trên dưới 50 trường hợp và đã phát hiện nhiều vụ việc liên quan đến trật tự an toàn xã hội. Điển hình như vào lúc 21 giờ ngày 20 tháng 5 năm 2015, tại địa bàn xã Hiệp Thạnh, tổ tuần tra đã phát hiện hai đối tượng Nguyễn Hoài Nam sinh năm 1983 và Nguyễn Duy Toàn sinh năm 1989 cùng trú tại thành phố Đà Lạt điều khiển xe máy có dấu hiệu khả nghi. Qua kiểm tra, tổ tuần tra phát hiện hai đối tượng này đang tàng trữ hai khẩu súng thể thao dạng tự chế, một khẩu súng thể thao mang số 78254 và một khẩu súng tự chế. Các đối tượng cùng tăng vật sau đó đã được chuyển giao cho lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội để xử lý. Đây là một cái bước mà vừa làm tổ cái công tác là xử lý răn đe, nhưng vừa là đưa cái ý thức của người dân, đặc biệt là ý thức của thanh thiếu niên mà có cái thái độ coi thường pháp luật, đua đòi ấy, là đưa cái ý thức của số thanh niên này sống chấp hành nghiêm pháp luật, trở về với quỹ đạo của xã hội, không vi phạm pháp luật. Cũng qua tuần tra, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn nhiều nhóm thanh niên chuẩn bị nhiều hung khí để đi đánh nhau. Điển hình như ca tuần tra tối ngày 26 tháng 4, tổ tuần tra đã kịp thời phát hiện bắt giữ nhóm thanh niên Lê Văn Khánh, Nguyễn Như Phi, Lê Được cùng ở xã Hiệp Thạnh với nhiều hung khí gồm một sợi dây cáp, một mã tấu, một bình xịt hơi cay, năm tiếp sắt đang trên đường đi đánh nhau. Không chỉ kịp thời phát hiện ngăn chặn các đối tượng gây án và chuẩn bị gây án, lực lượng này còn phát hiện nhiều vụ tàng trữ ma túy, vận chuyển lâm sản trái phép như đã phát hiện và bắt giữ tài xế Nguyễn Văn Bình, trú tại xã Đà Loan, điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 49X0196 chở 30 hộp gỗ hương tương đương 1,5 mét khối không rõ nguồn gốc. Những ngày đầu ra quân thì việc vi phạm về trật tự an toàn giao thông cũng như về trật tự an toàn xã hội diễn biến rất là phức tạp, rất là nhiều, nhưng đến thời điểm hiện nay thì cái việc tham gia về trật tự an toàn giao thông là cũng được đảm bảo. Theo ghi nhận, trong 2 tháng thực hiện tuần tra ban đêm, tổ tuần tra hỗn hợp của Công an huyện Đức Trọng đã lập biên bản 597 trường hợp vi phạm luật giao thông, tạm giữ 416 lượt phương tiện, bắt 3 vụ tàng trữ ma túy trái phép, thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm. Bằng việc thành lập các tổ tuần tra hỗn hợp, Công an huyện Đức Trọng đang từng bước làm chuyển biến địa bàn, góp phần mang lại bình yên cho nhân dân.